Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube này nha. Tiếp theo thì video này mình sẽ tô màu cho một bông hoa tên là Hoa Huệ Tây. Nghe cái tên là thấy nó cũng lạ lạ rồi đúng không? Hoa Huệ Tây là hoa gì? Hoa Huệ thì mình biết nha, còn Hoa Huệ Tây thì chưa nha. Ây da, sao tóc rối thế nhỉ? Ây da mình mới đi xe ngoài gió giờ bây giờ tóc rồi Osake Esaku. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái màu xanh lợt nhé, nó sẽ tầm khoảng ở cái tần số thứ hai. Thường thường trong cái màu của mình nó sẽ có màu xanh nhạt, nhất là màu xanh lá mạ, xong rồi tới màu xanh này, xong rồi sẽ tới màu đậm, xong rồi tới màu đậm cuối cùng là màu xanh real là đậm nhất đó. Rồi bây giờ mình sẽ tô cái này. Ở đây thì cái bông này chỉ có 3 màu thôi mọi người, một là xanh, hai là vàng và cái nhụy thì sẽ là màu nâu. Nó ấy lắm ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ tô ở dưới cái phần cái cành và cái lá ở dưới đây trước. Các bạn tô cho đều nè, mình tô từ từ nè. Đó. Tô chậm chậm thôi thì nó sẽ đẹp. Đó. Và cái này nó sẽ chung một màu cho nên là mình chỉ cần tô một màu thì tô hết thôi là được nha. Rồi xong, tiếp theo là cái nhụy. Cái nhụy thì mình thay vì màu nâu thì mình sẽ sử dụng màu hồng sen. Mình tô cho cái nhụy nha. Và các bạn sẽ tô chậm chậm thôi. Rồi, tiếp theo sẽ là màu vàng nhé. Cái cây màu vàng của mình sáng giờ nó có bị rớt mắt không nhỉ? Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu tô từ ở bên dưới thì mình tô lên. Đó, các bạn sẽ tô qua đây nhé. Thì sao ta, cái bông này nó dễ tô á, cho nên là mình tô từ từ thôi nha mọi người. Rồi đó. Nó dễ tô cho nên mình tô chậm chậm nha. Làm gì vậy? Lấy cục cái của tròn hắn cuốn kia. Sao mà làm phết trà đường uống vậy anh ơi? Dạ. Kêu Giang làm phết trà đường uống. Đó. Rồi tiếp theo là ở đây. Đó.
mình sẽ tô chậm chậm thôi đó, từ từ bình tĩnh, tại vì hả nó dễ tô lắm rồi, mà thời lượng video của mình là tầm khoảng tới 8 phút lận, cho nên là cứ bình, cứ từ từ mình tô thôi, không gấp. Hey, hôm nay thì mình mới vừa tìm được một cái chỗ mà chăm sóc da mới, mình thấy ok, tiệm nhỏ rộn mình thấy ok. Ê, hồi làm chị phích chờ đường tắt rồi. Dạ, mà em làm vừa thôi, muối vậy? Em mua một con kem. Ờ, ê nhưng mà chút nữa làm vừa thôi, đừng có làm nhiều. Muối bên sau á, muối chỗ mà sáng mày mua mì á. Dạ. Đi lẹ của chừng tới. Em mới bắt con cá vậy được. Muối điện nào vậy? Điện ngoài trước. Cắn rồi à? Cắn bay nhảy hết trơn nè, lâu lâu kiểm tra lậu má, không có bữa ghim điện chụp vô chết luôn. Nói tiếng bắt cá vậy không à, mà có thấy bắt đâu. Không bắt cá nhắn tin trước cho anh Tăng. Chắc anh Tăng nó cho ta luôn. Hoặc là coi đi có mèo xin mèo cũng được. Ừ, con cá nó hay. Nè nhìn nè. Phải không ta? Phải. Cái lỗ đó thì lỗ nó gặm chứ gì nữa mà không phải. Lỗ gặm thì mới được li ti như vậy thôi. Đấy nè. Nè. Đây anh thấy rồi. Đi. Mình kêu đen cắt điện của không ta? Ừ. Mình kêu đen cắt điện của tôi không? Không biết. Không biết đâu. Ê cái ghế này chắc ngồi cũng được 2 năm rồi quá. Rồi tiếp theo là ở đây. Ý nãy giờ nói chuyện hút thời gian luôn. Ok, đến là kết thúc nha, bye bye mọi người nhé.